thì nhiều bạn sẽ băn khoăn bởi vì chúng ta có hai điều kiện liên tục một là điều kiện theo giới hạn tại điểm và thứ hai là điều kiện liên tục trái liên tục phải đúng không Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eureka Chúng ta tiếp tục với nội dung về giới hạn hàm số và dạng thứ 9 là dạng xét tính liên tục của hàm số. Thì chúng ta có một vài cái nhóm bài tập. Đầu tiên là chúng ta xét tính liên tục. Đó thì trước khi vào dạng bài tập thì chúng ta sẽ điểm lại một chút về các cái lý thuyết liên quan. Ở đầu tiên là hàm số liên tục tại một điểm x0 thì đây là điều kiện của nó. Nếu giới hạn hàm số tại điểm x0 bằng giá trị hàm số tại điểm x0 thì lúc đó hàm số được gọi liên tục tại đây. Về cái mô tả cho tính liên tục của hàm số thì mình có một cái đồ thị nhỏ bên dưới này. Ở trong đó cái đường màu xanh này là một là đường đồ thị của hàm y bằng fx và x0 là một điểm nằm trong miền xác định của nó. Thì lúc này đây mô tả cho nó thì đơn giản như này thôi. Đó thì Uh, một cái đường liên tục chúng ta thấy là có thể vẽ nó bằng một nét bút duy nhất thôi chúng ta đưa một nét bút và chúng ta vẽ được hết cái đường này uh, liên tục tại điểm x0 thì đây giới hạn của uh, hàm số thì nó sẽ loanh quanh cái nó sẽ cài càng, càng tiệm cận vào đây đúng không nó sẽ dao động xung quanh cái này khi mà x nó dao động xung quanh cái x0 đó thì nó gặp nhau tại cái chấm màu đen này thì gọi là liên tục thôi chấm màu đen này là một uh, cái chấm nằm trên đường màu xanh nhá và quay trở lại cái biểu thức uh, điều kiện mà hàm số liên tục tại điểm x0, chúng ta thấy nó dựa trên cái giới hạn của hàm số tại điểm x0 này đúng không? Và giới hạn nếu tồn tại thì giới hạn trái phải bằng giới hạn phải, cho nên là điều kiện bên trên chúng ta có thể viết tương đương thành điều kiện theo giới hạn một phía như sau. Giới hạn trái bằng giới hạn phải bằng giới bằng giá trị hàm số tại điểm thì lúc đó hàm số sẽ liên tục tại điểm x0 này. Chúng ta có hai khái niệm Phía dưới này kéo theo đó là nếu giới hạn trái tồn tại hữu hạn và bằng cái giá trị hàm số tại điểm x0 thì gọi là liên tục trái. Thế còn nếu giới hạn phải tồn tại hữu hạn và bằng giá trị hàm số tại điểm x0, chúng ta gọi là hàm số f(x) liên tục phải tại điểm x0. Và đương nhiên là nếu nếu mà hàm số liên tục tại x0 ấy thì nó phải vừa liên tục trái và vừa liên tục phải, đúng không? Thì mô tả lại trong cái tình huống này khi chúng ta đưa về giới hạn một phía thì chúng ta tách thành hai cái nửa là màu đỏ và cả màu xanh này. Màu xanh là tiến về bên trái, màu đỏ là tiến về bên phải. Tiến về bên trái x0 tức là x nó đang nhỏ x0 mà chúng ta xét cái chiều bên này thì rõ ràng là hàm số của mình cũng đi từ phía này lên đúng không? Đi dần lên dần lên và đâm về cái điểm màu đen. Tương tự như vậy, từ phía bên phải thì hàm số của chúng ta cũng đâm xuống cái điểm màu đen. Đấy thì gọi là liên tục trái và liên tục phải. Một vài tình huống liên tục khác mà chúng ta có thể gặp điển hình như là tình huống nó bị gãy như thế này nó bị gãy này thì trong trường hợp mà chúng ta gặp các hàm số ở dạng có trị tuyệt đối thì nó sẽ bị gãy này. Mặc dù bị gãy tại đây nhưng do hàm số chúng ta vẫn có giới hạn là dẫn trái và dẫn phải nó bằng nhau ấy, cho nên là nó vẫn liên tục tại đây, nó vẫn liên tục tại x không nhé. Một tình huống phổ biến nữa chúng ta thường gặp đó là hàm số của chúng ta có thể tách thành nhiều cái khoảng với nhiều biểu thức khác nhau. Đây như thế này. Đó thì um, nửa bên trái g(x) có dạng parabol nửa bên phải, G, à, h(x) có dạng là uh, tuần hoàn hình sin như thế này. Nhưng mà nó vẫn gặp nhau tại điểm x0 cho nên là vẫn liên tục tại đây. Đó thì đấy là các cái tình huống mà chúng ta, uh, các tình huống hàm số liên tục mà chúng ta có thể gặp phải. Một là cái hàm số nó trơn như thế này. Thứ hai là hàm số dạng gãy khúc. Và thứ ba là hàm số ghép như với nhau, ghép với nhau từ các cái hàm số nhỏ hơn. Thì uh, miễn sao là thỏa mãn điều kiện giới hạn trái và giới hạn phải bằng hàm giá trị hàm số tại điểm nó sẽ liên tục tại điểm đó. Các cái tình huống còn lại sẽ là không liên tục. Đấy, thì nó sẽ vi phạm cái đẳng thức này, vi phạm điều kiện này. đây, thì um, chúng ta sẽ xét ba tình huống. một là f tại x không không tồn tại, tức là cái x không này nó không nằm trong miền xác định của của hàm f. thì lúc đó thì cũng không liên tục. chúng ta có thể lấy ví dụ cho tình huống uh, điểm x không này nó không nằm trong miền xác định của hàm f như sau. Chẳng hạn như hàm số y bằng 1 phần x thì đây là đồ thị của nó, màu xanh, đúng không? x bằng 0 nó không xác định, do vậy là chúng ta có thể thấy là nó bị gián đoạn tại đây. Chúng ta thấy đồ thị của hàm số này nó bị cắt thành hai mảnh và chúng ta không thể vẽ nó bằng một nét được, đúng không? Vẽ một nét thì chỉ có thể vẽ một nửa bên dưới hoặc một nửa bên trên mà thôi. Thì do vậy là chúng ta lưu ý để xét uh, liên tục một cái điểm x0 nào đó là điểm uh, liên tục ấy thì nó phải nằm trong biệt xác định. Nhưng điểm không liên tục, tức là điểm gián đoạn thì nó có thể nằm ngoài miền xác định như tình huống x bằng 0 đây là điểm nằm ngoài miền xác định này tình huống thứ hai là khi lim này nó không tồn tại lim này nó không tồn tại thì là dẫn đến giới hạn trái và giới hạn phải khác nhau đó thì đấy là tình huống thứ hai thì nó cũng sẽ làm cho hàm số của chúng ta không liên tục và minh họa cho trường hợp mà giới hạn trái và giới hạn phải khác nhau mình có một cái hình vẽ nhỏ dưới này đây khi mà dưới bên trái nó tiến về giá trị bên dưới này giống sang ngang nó nằm ở dưới này đúng không còn dưới bên phải thì nó tiến về bên trên này đó thì hai tình huống này nó khác nhau này nó không khớp thì mình cũng thấy là nó không liên tục nó bị cắt ra rồi nó cắt ra và chúng ta không thể vẽ nó bằng một nét được mà chúng ta phải tốn ít nhất là hai nét để vẽ thì đó thì đấy là tình huống mà một trong hai nửa của cái đẳng thức này nó không tồn tại thì sẽ dẫn tới hàm số không liên tục trong trường hợp cả hai nửa nó tồn tại mà nó khác nhau thì cũng sẽ không liên tục tồn tại và khác nhau thì cũng sẽ không liên tục nhá thì đấy là tình huống mà mình chưa có cái ví dụ ở đây đây chẳng hạn như cái tình huống này nó liền nhau nhưng mà riêng cái điểm x0 này nó không nằm cái điểm chấm tròn này nó không nằm đây nữa mà nó kéo lên bên trên hoặc nó kéo xuống bên dưới thì lúc đó hàm số của chúng ta cũng không liên tục mặc dù là dẫn trái dẫn phải có tồn tại nhưng cái điểm chấm đen này nó không nằm trên đồ thị mà nó bị tách rời ra bằng một lý do nào đó Chúng ta cũng có thể ví dụ cho tình huống này như sau. Giả sử hàm số của chúng ta là hàm số sin x chia cho x thì rõ ràng nó cũng không liên tục tại điểm x bằng 0, đúng không? Nhưng giới hạn trái dẫn phải nó là vẫn bằng nhau, nó vẫn bằng dẫn trái bằng 1 và dẫn phải cũng sẽ bằng 1. Chúng ta thấy nhìn có vẻ như đây là nó liền mạch nhưng không phải tại vì tại điểm x bằng 0 thì hàm số của chúng ta không xác định, đúng không? Nếu chúng ta bổ sung một cái điểm nữa là điểm x bằng x bằng 0 thì fx của ta bằng 2 chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ nằm trên này. Còn nếu chúng ta bổ sung điểm tại x bằng 0 thì fx của mình nó bằng 0,5 thì nó sẽ nằm ở dưới này. Đó, thì nó, nó không nằm đây. Nếu muốn liên tục thì chúng ta phải bổ sung thêm một điểm nữa x bằng 0 với fx giá trị tại đó nó bằng 1 thì nó sẽ lấp đầy cái điểm ở đây. Nó sẽ lấp cái điểm bị thậu trống ở đây, bị trống chỗ này. Còn nếu không ấy, nếu chúng ta lấp bằng giá trị khác một thì hàm số của chúng ta sẽ gián đoạn nha thì đấy là cái tình huống đấy là ba tình huống hàm số của chúng ta gián đoạn trong ba tình huống này thì có một cái trường hợp rất đáng chú ý đó là trường hợp gián đoạn loại 1 thế còn các trường hợp khác không đáng chú ý bằng thì nó sẽ xếp vào gián đoạn loại 2 nội dung của gián đoạn loại 1 thì nó sẽ bao gồm như sau đầu tiên dự án trái tồn tại hữu hạn và giới ăn phải cũng tồn tại hữu hạn nhưng hai cái đấy nó khác nhau và uh, tình huống này khác nhau thì đương nhiên là giới hạn tại điểm không tồn tại rồi và kéo theo hàm số của chúng ta là gián đoạn tọa x 0 và trường hợp này gọi là gián đoạn loại một lưu ý hai cái này phải khác nhau và chính vì khác nhau cho nên là uh, nó sẽ có cái phần tranh đây đồ thị minh họa ở bên dưới này phía dưới là trường hợp tiến về x 0 trừ nó sẽ kéo xuống bên dưới này uhm, bên phải là tiến x không cộng nó kéo bên trên và khoảng cách này nó chính là cái bước nhảy. Trong tình huống đồ thị này thì bước nhảy của chúng ta là bước nhảy dương. Còn nếu cái phần màu đỏ này nó bị kéo xuống bên dưới thì gọi là bước nhảy âm Nha, phần cái nửa đỏ này nó kéo xuống bên dưới này thì nó sẽ là bước nhảy âm. Đó thì thì đây là tình huống đáng chú ý. Thế còn các cái trường hợp khác được xếp vào gián đoạn loại 2. Đó, sẽ là gián đoạn loại 2. Chúng ta ghi nhớ rằng gián đoạn loại 1, giỡn trái tồn tại hữu hạn, giỡn phải tồn tại hữu hạn nhưng Khác nhau. Trước khi vào làm bài tập chúng ta sẽ tổng kết lại một chút những cái đặc điểm nữa của cái tình huống hàm số liên tục với gián đoạn Đấy là nếu liên tục trên tại mọi điểm thuộc miền D thì fx sẽ gọi là liên tục trên miền này Tiếp theo là tính liên tục của hàm sơ cấp thì Hàm sơ cấp là hàm tạo bởi uh, hữu hạn các phép toán và nó chỉ có một biểu thức như này thôi Thì uh, như sinxx đây là một cái hàm sơ cấp này Một hàm sơ cấp thì nó sẽ liên tục tại mọi điểm thuộc miền uh, xác định của nó thì xác định với mọi x khác không cho nên hàm sin x chia cho x này sẽ liên tục tại mọi x khác không thứ ba là các cái tính chất của hàm liên tục thì um, những tính chất này chúng ta sẽ gặp nhiều ở phần mà chúng ta ứng dụng nó ứng dụng hàm liên tục và đặc biệt là trong sau này khi chúng ta học về cái uh, đạo hàm với cả vi phân thì chúng ta sẽ có một vài tính chất của hàm khả vi sử dụng các cái tính chất liên tục này để chứng minh à, rồi thì đấy là cái này lúc nào gặp thì mình sẽ nhắc lại nhé nhìn chung cũng không khó lắm bây giờ chúng ta sẽ vào phần uh, bài tập Thế còn liên tục đều mình sẽ, nó là một phần khá là đặc thù tại vì có nhiều chương trình người ta không học có chương trình người ta lại học cho nên mình sẽ tách riêng nó ra để chúng ta tiện theo dõi hôm nay chúng ta sẽ chỉ làm việc với hàm số liên tục thôi với ví dụ số 1 Yêu cầu chúng ta là xét tính liên tục của các hàm số sau Hàm số fx Có hai nửa đúng không Nửa bên trên x khác 0 Nửa bên dưới x bằng 0 Và giá trị tại x bằng 0 này Thì f của chúng ta có giá trị bằng trừ 1 phần 3 Bây giờ chúng ta cần xét xem là nó có liên tục tại x bằng 0 hay không Đó thì đây là liên tục, liên tục tại điểm thì nhiều bạn sẽ băn khoăn bởi vì chúng ta có hai điều kiện liên tục một là điều kiện theo giới hạn tại điểm và thứ hai là điều kiện liên tục trái, liên tục phải, đúng không? Thì nếu không biết là sử dụng điều kiện nào, chúng ta cứ làm theo điều kiện liên tục tại điểm trước. Chúng ta cứ bắt đầu từ nó. Sau đó thì nó có hai cái thôi mà, đúng không? Nó có hai cái điều kiện xét. Nếu không phải là cái này thì nó sẽ là cái kia. Và chúng ta nên bắt đầu từ giới hạn tại điểm nhé. Ở tình huống này, nếu liên tục tại x0, tại x bằng 0, thì giới hạn trái, xin lỗi, giới hạn tại x bằng 0 nó sẽ bằng giá trị hàm số tại điểm x bằng 0. Đây chúng ta sẽ xuất phát từ cái điều kiện này à, Với x0 cụ thể là bằng 0 Trong tình huống ở bài ra đúng không Thì chúng ta sẽ đi tính hai cái Một là tính f tại 0 trước Bao giờ nó cũng dễ tính hơn f tại 0 thì nó sẽ bằng 1 phần 3 Đây đúng không x bằng 0 này fx bằng 1 phần 3 Như vậy Giá trị tại 0 đây là bằng 1 phần 3 Tiếp theo là chúng ta tính nốt cái giới hạn khi x tiến về 0 của fx. Lưu ý x tiến về 0 thì chúng ta chỉ xét x nó gần bằng 0 chứ nó không bằng. Chúng ta chỉ xét là x nó tiến về 0 chứ nó không bằng. Do vậy là biểu thức của fx lúc này sẽ là biểu thức bên trên. Đây, đúng không? Lim x tiến về 0 của fx nó sẽ bằng lim của cái biểu thức ở phía trên kia. Sau đó thì chúng ta dễ dàng nhận ra được đây là dạng không chia không chúng ta thay thay cái x mà thay thay không vào đây đúng không thầy thấy nó là không chia không rồi thì chúng ta Lobita chúng ta Lobita đạo hàm tử đạo hàm mẫu đạo hàm mẫu thì x mũ 3 này đạo hàm nó sẽ được là 3 x bình đạo hàm tử thì là một trừ đi một cộng với tang bình phương đúng không tại vì là x đạo hàm đây được một này còn tang đạo hàm thì được là một cộng tang bình chưa có dấu trừ nên là đây nó có dấu trừ và chúng ta có thể giản ước cái một ở trên tử đi chúng ta sẽ thu được là như sau sau đó sử dụng vô cùng tương đương hoặc là nhiều các cái kỹ thuật khác thì mình có thể chỉ ra được là kết quả giới hạn này nó sẽ bằng là Trừ 1 phần 3 Đúng không? Trừ 1 phần 3 thì Đây bằng nhau rồi, bằng nhau rồi Chúng ta viết thêm một bước nữa để chúng ta khẳng định là nó bằng nhau Giới hạn tại điểm Bằng giá trị hàm số tại điểm Cho nên là hàm số của ta làm sao Liên tục tại điểm x bằng 0 Đấy là cái uh, ví dụ thứ nhất Ý thứ nhất Thì khá đơn giản đúng không? Chúng ta thấy là cứ nên xuất phát từ cái uh, biểu thức này trước không cần phải thắc mắc làm gì cả làm đủ số lượng bài nhất định thì chúng ta sẽ nhận biết được chúng ta sẽ có được cái nhận xét trực quan là nhìn phát là chúng ta biết là nên sử dụng thằng nào luôn và cái hàm số kiểu này khi mà có hai biểu thức à, bên trên là một cái biểu thức chứa x bên dưới là một cái hàng số thì chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng điều kiện này thường là như vậy thường là như vậy nhá vẫn có tình huống chúng ta phải sử dụng điều kiện trái để vẫn phải nhưng thường là chúng ta sẽ sử dụng điều kiện này rồi chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo Gx của chúng ta thì là 2 mũ x 2 nhân với sin là nhằng như thế Thì mình thấy là đây nó x 1 là dưới mẫu cho nên là điều kiện chắc chắn x phải khác 1 rồi Cho nên là tại cái điểm đấy người ta bổ sung thêm một giá trị nữa Tại điểm x bằng 1 ấy mà biểu thức bên trên không xác định ấy, Người ta bổ sung thêm một giá trị nữa là a đấy, Và yêu cầu người ta là xét uh, liên tục của gx này tại x bằng 1 theo các giá trị của a Có nghĩa là chúng ta phải đi biện luận đấy a bằng bao nhiêu thì nó liên tục a bằng bao nhiêu thì nó không liên tục kiểu như vậy thì chúng ta phải đi biện luận cái 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 này rồi thì chúng ta vẫn xuất phát từ điều kiện này thôi kệ có hai có có hai hướng mà chúng ta thể suy nghĩ ở đây một là uh, không biết là uh, sử dụng thằng nào thì bắt đầu từ cái biểu cái, cái 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 điều kiện này điều kiện này không được thì chúng ta chuyển sang xét điều kiện theo một phía cái thứ hai là cái hàm số mà đây chúng ta hàm số này nó giống với cả hàm số fx ở phía trên đúng không Ờ nó tách hai phần một phần chứa biến x một phần thì không có biến x đó thì mình cũng xuất phát từ cái điều kiện này đấy là cái dấu hiệu và sử dụng điều kiện này thì g tại một là cái dễ dàng thấy nhất đây x bằng một thì g bằng a do vậy là g tại một nó sẽ bằng a chúng ta sẽ điền a vào đây tiếp theo là cái giới hạn một phía này à xin lỗi giới hạn tại điểm x bằng một này thì cũng tương tự như phía trên x đến về một nhưng x không bằng một do vậy là chúng ta có thể sử dụng cái biểu thức ở bên trên này Do đó, lim của gx đây chúng ta sẽ thay bằng cái biểu thức ở bên trên của hàm số là 2 mũ x, x 2 tất cả nhân với sin của 1 chia cho x, x 1. Uhm, giới hạn này thì chúng ta thay 1 vào chỗ này sẽ được là 2 mũ 1 2 được không? Là 1 vô cùng bé. Ngoài ra thay 1 vào trong sin thì 1 chia 0 thì bằng vô cùng, sin vô cùng không tồn tại cho nên nó không rơi vào dạng vô định nào cả. Tuy nhiên là chúng ta vẫn biết được dạng này có kết quả bằng 0 bởi vì chúng ta sử dụng quy tắc kẹp đúng không? Quy tắc kẹp thì nó chỉ ra khi mà có một hàm uh, bị chặn ở đây sin sẽ đóng vai trò là hàm bị chặn và có một vô cùng bé nữa thì mình có cái vô cùng bé chính là hai mũ x trừ hai có kết quả giới hạn là bằng không khi x đến một nó là vô cùng bé cho nên là kết quả này chúng ta sẽ kết luận nó bằng không theo quy tắc kẹp Đấy. rồi chúng ta có hai thành phần của cái điều kiện xét rồi g tại một bằng a uh, còn giới hạn thì nó bằng không như vậy thì nếu a bằng không chúng ta có cái đẳng thức là giới hạn hàm số tại điểm thì bằng giá trị hàm số tại đó cho nên trong trường hợp a bằng 0 thì hàm số gx của mình là liên tục tại x bằng một thế còn trong trường hợp khác không thì điều đó nó không xảy ra tức là cái điều kiện uh, liên tục nó không được thỏa mãn do vậy chúng ta sẽ kết luận nó là gx ở đây là uh, gián đoạn không liên tục còn gọi là gián đoạn nhé gián đoạn gián đoạn tại x bằng 1. Và chúng ta nói chung là phải biện luận theo A đúng không? Cho nên chúng ta cần thêm một câu kết luận nữa để khẳng định. Thì đấy là như sau. Nếu A bằng 1, hàm số, à xin lỗi A bằng 0 thì hàm số liên tục tại x bằng 1. A khác 0 thì hàm số gián đoạn tại x bằng 1. Chúng ta chuyển sang ý thứ ba của xét tính liên tục. Đây, hx. Biểu thức thì cũng giống như hai cái bài phía trên đó là nó nó bao gồm hai biểu thức đúng không? Nhưng bên dưới này thì bên dưới này nó cũng là một cái hằng số, chứ nó không có biến x. Đó thì uh, từ các cái dấu hiệu đó thì chúng ta vẫn, chúng ta có thể suy nghĩ với việc bắt đầu từ cái biểu thức này, đúng không? Để cho xét, thì uh, h tại trừ hai có rồi bằng không rồi. Vấn đề của chúng ta chỉ là tính cái giới hạn này thôi, đúng không? Chỉ, vấn đề của chúng ta lúc này chỉ là tính cái giới hạn này thôi. Đoạn này mình uh, sẽ ghi là nháp một chút, nháp, nháp nhé. Thì tiếp theo ta sẽ tính cái giới hạn này đó thì mình cứ nên làm ra nháp trước không vội gì Đây khi x đến tới trừ hai thì rõ ràng là chúng ta cũng thay biểu thức ở bên trên này bởi vì nó tiến tới thôi chứ nó không bằng do vậy là H, hx của chúng ta uh, có thể thay một biểu thức về trên lúc này thì um, kết quả nó sẽ như sau thay hai thay trừ hai vào trên tử để chúng ta xác định dạng vô định mà đúng không thay trừ hai vào trên tử chúng ta sẽ được là một trừ hai cộng ba của một còn bên dưới thì sao ba à một cộng với ba mũ gì nhỉ 1 chia cho x cộng 2 thì tức là 1 chia 0 1 chia 0 1 chia 0 thì nhìn chung nó sẽ là vô cùng Đúng không? 1 chia 0 thì nó sẽ là vô cùng Thế nhưng mà 3 mũ vô cùng thì bằng bao nhiêu? 3 mũ vô cùng thì bằng bao nhiêu? Thì đây chính là cái vấn đề mà chúng ta phải gặp phải Đấy Chúng ta chỉ có gì nhỉ? Chúng ta chỉ ở trong các cái phần giới hạn về các hàm giới hạn xác định cơ bản ấy thì chúng ta có cái giới hạn cho A mũ X trong trường hợp A lớn 1 thì các bạn quên các bạn hãy xem lại cái đấy ở đây a lớn một thì đây ba lớn một rồi thì nó sẽ nó chỉ có hai tình huống này thôi đó là ba mũ dương vô cùng thì là bằng dương vô cùng đúng không ngoài ra thì có ba mũ uh, trừ vô cùng nữa thì chỉ có hai cái này là vô cùng thôi thì ba mũ trừ vô cùng lại bằng không do vậy là trong tình huống này chúng ta chưa xác định được là cái kết quả giới hạn này nó bằng bao nhiêu và thực ra nó là không xác định nó không tồn tại giới hạn này nó không tồn tại cái giới hạn này nó không tồn tại. làm sao để chúng ta chỉ ra được nó không tồn tại? thì giới hạn trái và giới hạn phải nó sẽ khác nhau. đấy là đặc điểm của cái giới hạn nó không tồn tại. thì mình có thể ở đây mình có thể tận dụng được cái điều đó để chúng ta chỉ ra là cái giới hạn này, tức là x tiến tới trừ hai là không tồn tại, bằng cách là sử dụng giới hạn trái và giới hạn phải. đó thì cái giới hạn lúc này, chúng ta nhận xét đây là giới hạn tại x bằng trừ hai là không tồn tại, không tồn tại. Và chúng ta sẽ chỉ nó bằng cách là sử dụng giới hạn một phía. Tại sao sử dụng giới hạn một phía? Đấy, thì tại vì ở đây chúng ta nhận ra là ba mũ vô cùng dương bằng dương vô cùng và ba mũ trừ vô cùng thì bằng không. đấy là đấy là nguyên nhân gây ra cái sự khác nhau của cái giới hạn này. Cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái trừ hai cộng với cả trừ hai trừ, tức là giới hạn một phía để xác định được lúc nào nó là ba mũ cộng vô cùng và lúc nào nó là ba mũ trừ vô cùng ở trong cái phép tính dạng này đó thì đấy là cái phương hướng mà chúng ta xử lý đối với bài này đó thì đấy là cái điểm đấy là tại cái điểm x bằng trừ hai tuy nhiên là ở phần này không giống hai bài phía trên một chút đấy là um, hai bài phía trên người ta nói rõ là xét liên tục tại đâu đúng không người ta nói rõ là xét liên tục tại đâu còn ở bài này thì người ta không nói gì cả đấy, ví dụ như là gx thì người ta bảo là xét tại x bằng một Đúng là cái điểm này này, đúng là cái điểm làm cho biểu thức phía trên nó không xác định. Hay như là f(x) ở đây là xét tại x bằng không cũng là cái điểm làm cho làm cho cái biểu thức phía trên nó không xác định. Thế nhưng ở H, h(x) này thì người ta không nói như vậy, đúng không? Người ta rất là chung chung, người ta bảo là xét tính liên tục của hàm này thôi. Thì chúng ta cần phải chúng ta cần phải xét liên tục tại R. Nhé, toàn bộ R. Rồi. Thì dựa vào đó chúng ta sẽ chúng ta sẽ trình bày như sau. Đây Đầu tiên là R nó phân thành hai miền Một miền là x khác, x khác 2 là có biểu thức ở phía trên này Đúng không? Thì với x khác 2 thì hx của chúng ta chính là biểu thức ở bên trên Và lúc này thì nó là hàm sơ cấp Đúng không? Chúng ta thấy là tạo bởi hữu hạn các phép toán và nó chỉ có một biểu thức thôi Nó là hàm sơ cấp Cho nên nó liên tục uh, tại mọi x khác 2 Đó. Hàm sơ cấp thì liên tục tại mọi điểm trên miền xác định của nó miền dạy tự nhiên luôn Đó, thì ở đây nó là x khác trừ hai tiếp theo là chúng ta xét nốt tại cái điểm x bằng trừ hai nữa thì mình vận dụng cái các cái nhận xét ở phía trên đầu tiên là x lại trừ hai thì lúc này là mình vừa mình vừa xác định là chúng ta phải sử dụng rẽ một phía rồi đúng không thì tức là à, tiến tới hai trừ với cả tiến tới hai cộng để xem nó có thỏa mãn cái điều kiện này hay không nếu thỏa mãn thì là liên tục còn nếu không thì là không liên tục Lúc này thì chúng ta sẽ đi chúng ta vẫn tính cái h tại trừ 2 đã. Là bằng 0 rồi, bài cho đúng không? Đây, bài cho bằng 0 rồi. Tiếp theo là chúng ta tính dạng một phía. x tiến tới 2 trừ thì nó vẫn là biểu thức bên trên thôi, nó vẫn là biểu thức bên trên thôi. Đây. Nó chỉ khác biệt là x tiến 2 trừ thì cái thằng này nó sẽ tiến ra đây x cộng 2 sẽ tiến tới không uh, 0 trừ đúng không? thì nó 0 trừ và làm cho một chia cho x cộng 2 nó sẽ tiến tới uh, trừ vô cùng thì thằng này nó sẽ có, có cái kết quả là đây không bởi vì ba mũ trừ vô cùng là bằng không cho nên kết quả cuối cùng ở đây nó sẽ là một tiếp theo x từ tới hai cộng thì cái biểu thức uh, chúng ta cần tính giới hạn thì vẫn thế tuy nhiên là lúc này uh, trên tử vẫn tiến về một uh, này nhưng mà dưới mẫu này thằng này một chia cho x cộng hai lúc này nó tiến tới uh, tiến tới uh, dương vô cùng, đây là tiến tới dương vô cùng, làm cho ba mũ dương vô cùng thì bằng dương vô cùng, một chia cho dương vô cùng thì là bằng không, đúng không? bằng không, đó thì đây mình có giải thích ra đây rồi, Đấy, cụ thể hơn là một chia cho cộng vô cùng này, và uh, chính vì vậy do giới hạn trái và giới hạn phải khác nhau, đây, chúng ta thấy là giới hạn trái và giới hạn phải khác nhau rồi, Thế cho nên là không tồn tại giới hạn tại điểm không tồn tại không tồn tại giới hạn này thì cho nên là hàm số hx của mình là là gián đoạn tại x bằng trừ hai và như vậy kết hợp một với cả hai ở đây chúng ta đi tới kết luận là hàm số hx của mình là gián đoạn tại x bằng trừ hai xin lỗi các bạn chỗ này nó là gián đoạn loại một nhé loại một đây giới hạn trái tồn tại hữu hạn bằng một dẫn phải tồn tại hữu hạn bằng không cho nên là nó là cái gián đoạn loại 1. Tuy nhiên là cái loại nào ấy thì chúng ta chỉ cần phải ghi ra nếu bài yêu cầu thôi. Tức là bài yêu cầu chúng ta phải chỉ ra nó là gián đoạn loại nào thì chúng ta mới ghi. Thế còn nếu không yêu cầu gì cả thì chúng ta không cần ghi. là chúng ta sẽ bỏ cái này đi nếu bài không yêu cầu. Còn ở đây mình đóng mở ngoặc để chúng ta thêm một cái phần để nó nhận biết thôi, đúng không? Rồi đấy thì đấy là kết thúc ví dụ thứ nhất. Chúng ta chuyển sang ví dụ thứ hai. Uh, yêu cầu là tìm và phân loại các điểm gián đoạn của các cái hàm số dưới đây. Hàm số đầu tiên là hàm số y bằng cosin của x cho x, x, x. Nó không chia thì miền xác định hay là không phải ở dạng ngoặc ngoặc giống như các cái ví dụ ở trên này đúng không? Thì uh, chúng ta có thể thấy ngay là uh, lưu ý là cái điểm mà nó làm cho hàm số không xác định ý, thì nó cũng là điểm gián đoạn của hàm số. Cho nên là chúng ta có thể xét cái điều kiện đối với hàm số y y một này. X ở dưới mẫu đương nhiên là x phải khác không đúng không? Nhưng mà nó không có điều kiện gì cả cho nên là x bằng 0 đây là cái điểm làm cho hàm y1 không xác định nên nó là điểm gián đoạn. Cụ thể nó là gián đoạn loại nào thì đây nó sẽ là gián đoạn loại 2 để chúng ta trả lời đây mà, đúng không? Bài yêu cầu mà. Ý tại sao nó lại gián đoạn loại 2? Bởi vì chúng ta thấy là tính dạng một phía ra mình thấy dưới bên trái nó tiến tới cộng vô cực. Xin lỗi, tiến tới cộng vô cực là dưới bên phải. Thế còn dưới bên trái tiến tới trừ vô cực. Nó không phải tồn tại hữu hạn cho nên nó là gián đoạn loại 2 nhá chúng ta chuyển sang ý thứ hai đây lúc này ý hai nó lại có cái ngoặc ngoặc giống như ở uh, ví dụ số 1 tuy nhiên là ở đây thì mình thấy là x nó có cả ở có cả ở biểu thức bên trên và cả ở biểu thức bên dưới nữa thì đó là điểm khác nhau của cái ý hai này và mình sẽ lưu ý luôn các bạn là đối với dạng kiểu này ấy, chúng ta sẽ sử dụng giới hạn một phía luôn khi mà có hai biểu thức ở khác nhau như này chúng ta sử dụng giới hạn một phía để để chúng ta xét ở bên này chúng ta cần phải tìm điểm gián đoạn cho nên là chúng ta sẽ xét chúng ta sẽ mò trên toàn bộ miền xác định của nó ở đây là miền xác định của nó là r luôn thì mình sẽ mò trên các khoảng đầu tiên là x lớn không x lớn không thì y 2 của mình có biểu thức là bên trên này và nó là một cái hàm sơ cấp đúng không đây là một cái hàm sơ cấp và hàm sơ cấp thì liên tục trên miền xác định của nó cho nên là chỗ này chúng ta sẽ kết luận là y 2 liên tục tại mọi x lớn không đúng không mọi x lớn không Tương tự như vậy chúng ta làm cho cái mảnh bên dưới Đây cái mảnh là 2x 3 này Thì nó cũng là hàm sơ cấp Nó cũng là hàm sơ cấp hữu hạn các phép toán mà Cho nên nó cũng sẽ liên tục tại mọi x nhỏ hơn 0 Chỉ có điểm x bằng 0 Là chúng ta cần phải xem nó có trụ vào nhau hay là nó tách ra Nó bị gãy nó có liền mạch hay không hay là nó bị gãy Thì chúng ta sẽ xét Và lúc này thì mình nhắc lại lần nữa là Đối với cái hàm số mà có các biểu thức khác nhau như thế này Mỗi biểu thức đều chứa biến x thì chúng ta phải sử dụng dạng một phía để chúng ta xét. Đầu tiên là tại y bằng 0 thì mình thay ở đâu? Thì mình sẽ thay vào chỗ có dấu bằng đấy. Đây, x nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì vì vậy x bằng 0 nó nằm trong miền này và chúng ta sẽ sử dụng cái biểu thức ở bên dưới này để thay thay x bằng 0. Thì lúc đó y tại y 2 tại 0 nó sẽ có kết quả là 2 x 0 trừ 3 bằng trừ 3. Tiếp theo là chúng ta xét giới hạn một phía. Thì đầu tiên là x tới giới hạn bên trái đi rẽ bên trái uh, x đến đến không trừ tức là x đang nhỏ hơn không đúng không thì chúng ta phải thay biểu thức ở bên dưới chúng ta phải thay biểu thức bên dưới này nó đang nhỏ hơn không mà bên trên là, lớn không thì làm sao thay được chúng ta phải thay nhỏ ở biểu thức bên dưới lúc này nó sẽ được là 2x 3 và x đến 0 thì nó cũng có cái kết quả là bằng 3 đúng không và bằng luôn giá trị hàm số tại không cho nên là y2 lúc này chúng ta gọi là liên tục gì nhỉ liên tục bên trái liên tục bên trái tại x bằng 0. Tiếp theo chúng ta xét nốt giới hạn bên phải. Đấy, x tiến tới 0 cộng. 0 cộng là lớn 0 rồi cho nên là chúng ta phải thay biểu thức bên trên. Biểu thức bên trên này. Đây, lớn 0 mà. Đó thì cho nên là đoạn này nó sẽ bằng cái giới hạn như sau. Đấy và cũng không khó để chúng ta có thể phát hiện ra được là cái giới hạn này nó đang ở dạng là 0 chia 0. không chia không Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng quy tắc L'Hôpital để chúng ta giải quyết. L'Hôpital thì đạo hàm tử chứ đạo hàm mẫu thôi. Mẫu đạo hàm thì được 4x trên này x đạo hàm được 1 Thế còn loga của u đạo hàm thì bằng u phẩy chia u 1 cộng x phẩy thì nó bằng 1 rồi Cho nên là nó chỉ còn lại kết quả là như này thôi Và sau đó thì mình thay x bằng 0 vào thì Mình vẫn thấy nó vẫn là dạng 0 chia 0 Đúng không? Nên chúng ta tiếp tục L'Hopital tiếp Thì uh, đạo hàm mẫu nó sẽ còn lại được 4 thôi Đào trên tử thì cái 1 này đạo hàm bằng 0 rồi Nó chỉ còn lại thằng này thôi một uh, trên u đạo hàm thì bằng u trừ uh, u phẩy chia u bình đúng không? u phẩy thì lúc này nó vẫn là một cộng x phẩy nó vẫn bằng nó vẫn bằng một kết quả như thế này và chúng ta thay không vào thì mình thấy nó bằng trừ uh, một phần tư trừ một phần tư đương nhiên là khác với cả trừ ba cho nên là uh, trong trường hợp này thì hàm số chúng ta gọi là uh, không liên tục phải hay là gián đoạn bên phải Đấy. không liên tục phải tại x bằng không và uh, vì vậy là À, một hàm số nó muốn lên muốn liên tục tại đây ấy, thì hàm số chúng ta nó phải là uh, liên tục vừa liên tục trái vừa liên tục phải nhưng trong tình huống này thì nó không nó không như thế đúng không? cho nên chúng ta kết luận là hàm số của mình là gián đoạn tại x bằng không và do giới hạn trái ấy, tồn tại hữu hạn giới hạn phải cũng tồn tại hữu hạn 1 phần tư này với cả trừ ba đúng không? cho nên đây là gián đoạn loại một đó chúng ta có thể tính thêm bước nhảy nếu bài yêu cầu bước nhảy thì lưu ý là phải là là giới hạn bên phải trừ đi giới hạn bên trái nhá xin lỗi chỗ này nó phải là trừ đi trừ ba này đây giới hạn bên trái có kết quả là bằng trừ ba lấy giới hạn phải trừ đi giới hạn bên trái nó sẽ ra kết quả là bước nhảy thì 3 trừ 1 phần 4 này 3 với 12 11 phần 4 đúng không? Kết quả 11 phần 4 Bước nhảy của chúng ta là 11 phần 4 à, Chúng ta chuyển sang ý thứ 3 của ví dụ 2 thì uh, có vẻ cồng cành hơn đúng không? Ý 3 lúc này nó là uh, một cái hàm số gồm ba cái biểu thức khác nhau, mỗi biểu thức đều chứa biến x. Đấy. Thì uh, không sao cả, chúng ta vẫn xử, chúng ta vẫn bình tĩnh chúng ta làm. Nó chỉ có nhiều hơn, nó chỉ có thể có nhiều điểm gián đoạn hơn thôi. Ba miền này nhá, uh, chúng ta đang đang cần phải tìm điểm gián đoạn, cho nên là mình vẫn sẽ xét trên toàn bộ R, xét trên toàn bộ R. Thì uh, có ba ba miền này mình vẫn cứ tách ra thành ba miền thôi. Đầu tiên là x nhỏ hơn chữ -1 thì hàm số của chúng ta là 1/x bình này, nó vẫn là hàm sơ cấp đúng không? Cho nên nó liên tục tại mọi x nhỏ hơn -1. Tương tự như vậy, chữ -1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2. Đây. Thì uh, hàm số của chúng ta nó sẽ là 2 cộng x thì vẫn là hàm sơ cấp. Uh, x lớn 2 thì hàm số của mình vẫn là 1 chia chữ 2 nó vẫn là hàm sơ cấp cho nên là nó sẽ liên tục trên ba cái miền đó chỉ có điểm x bằng trừ 1 và x bằng 2 là điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm ở đây thôi. Đấy, tại mỗi điểm đó chúng ta sẽ xét điều kiện xem nó có liên tục hay không. Đầu tiên là x bằng trừ 1 đi. Tại x bằng trừ 1 thì uh, hàm số của mình nó nó có hai nửa. Nửa bên trái của x bằng trừ 1 là 1 phần x bình. Nửa bên phải của x bằng trừ 1 đó là 2 cộng x. Hai biểu thức đều chứa bên x. Cho nên là chúng ta cần phải sử dụng cái điều kiện uh, dẫn, dẫn trái dẫn phải đúng không? Thì Uh, đầu tiên chúng ta vẫn cứ đưa ra cái giá trị hàm số tại trừ uh, một đã dấu bằng nó nằm ở đâu? dấu bằng nó nằm ở bên trên này đúng không? đây thì chúng ta sẽ thay trừ uh, 1 vào trên này thì sẽ được là y y ba tại trừ một nó sẽ bằng là một tiếp theo chúng ta xét giới uh, hạn trái giới hạn phải x tiến tới trừ một trừ là đang nhỏ hơn trừ một thì biểu thức nó sẽ nằm ở phía trên này đúng không? nhỏ hơn trừ một mà thì do đó lim của y 3 lúc này nó sẽ trở thành lim của 1 uh, phần x bình và chúng ta thay uh, trừ 1 vào đây mình thấy nó ra kết quả là 1 luôn. 1 thì lại bằng giá trị hàm số tại điểm trừ 1 cho nên là y uh, 3 chúng ta sẽ kết luận luôn là nó liên tục tại liên tục trái đã đúng không? Nó liên tục trái tại uh, x bằng trừ 1. Tiếp theo x từ tới trừ 1 cộng tại y 3 trừ 1 cộng là lớn hơn trừ 1 cho nên là chúng ta sẽ sử dụng biểu thức này. Đây. Đó chúng ta thay vào thì uh, tiếp tục thay x bằng trừ 1 vào đây Mình thấy là kết quả là bằng 2 trừ 1 và bằng 1 Như vậy cũng bằng giá trị hàm số tại trừ 1 Cho nên là hàm số y3 liên tục phải tại trừ 1 Vừa liên tục trái vừa liên tục phải Cho nên là y3 sẽ liên tục tại trừ 1 Đó X bằng trừ 1 không phải điểm gián đoạn Chúng ta còn một điểm nữa là điểm x bằng 2 X bằng 2 Thì bây giờ chúng ta cũng làm tương tự như phía trên Đó là đầu tiên chúng ta tính giá trị hàm số tại, tại x bằng 2 Thì À, dấu bằng đâu nhỉ? dấu bằng nó nằm ở chỗ này, cho nên là chúng ta cần phải sử dụng biểu thức này để chúng ta tính. thì nó sẽ là hai cộng hai bằng bốn. Tiếp theo chúng ta tính giới hạn bên trái và giới hạn bên phải. giới hạn bên trái trước. x tiến tới hai trừ là nhỏ hơn hai, uh, nhỏ hơn hai thì chúng ta phải lấy biểu thức là hai cộng x, đúng không? Thế còn lớn hai chúng ta sẽ lấy biểu thức là một chia cho x trừ hai. ở đây là đang tiến tới hai trừ, thì chỗ này sẽ là lim của à uh, x cộng 2 x tiến đến 2 trừ. Và chúng ta thay 2 vào nó sẽ được 4, nó được 4. Đó được 4. Như vậy là y3 liên tục bên trái tại x bằng 2. Chúng ta sẽ tiếp tục xem nó có liên tục bên phải hay không. Thì uh, tiến đến bên phải chúng ta phải thay biểu thức bên dưới tức là thay nó bằng 1 chia cho x thứ 2. Khi x tiến tới 2 cộng thì x thứ 2 sẽ tiến tới 0 cộng, đúng không? 0 cộng. Chỗ này đang lớn hơn 2 này. Đó, cái, cái, x này nó đang lớn hơn 2 này Trừ đi 2 nó sẽ được một số lớn hơn 0 Tức là không cộng đấy Mà 1 chia cho không cộng thì chính là Chính là dương vô cùng đấy, Không ổn rồi Giới hạn trái tồn tại còn vô hạn Khác giới hạn phải tồn tại hữu hạn Cho nên là y3 của chúng ta Lúc này là gián đoạn phải Tại x bằng 2 Đúng không? Gián đoạn bên phải tại x bằng 2 thì Cho nên là nó sẽ gián đoạn tại x bằng 2 Gián đoạn tại x bằng 2 Thì chúng ta sẽ xét xem nó gián đoạn lại mấy thì mình thấy ở đây là nó không phải loại 1 rồi loại 1 thì giới hạn trái phải tồn tại hữu hạn và giới hạn phải cũng phải tồn tại hữu hạn cơ nhưng đây nó bằng vô cực cho nên đây là gián đoạn loại 2 tại x bằng hai nhé và chúng ta đi, đi đến kết luận là y 3 có một điểm gián đoạn và nó là gián đoạn loại 2 tại x tại x bằng hai đó rồi nội dung của ngày hôm nay đến đây là hết các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment ở ngay phía dưới hoặc là tham gia trao đổi trong nhóm toán cao cấp Eureka Uni đây nhóm này và link thì mình để phần mô tả của video nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào